Nếu các bạn yêu tóc ngắn thì hãy đến salon Thái Phờ Rờ các bạn nhé. Một trong những salon cắt tóc ngắn đẹp nhì Tân Phú, nhưng mà chắc chắn Tân Phú này sẽ không có người đẹp nhất. Nếu như salon Thái đã xếp nhì thì chắc chắn không có người xếp nhất. Đây là màu nhuộm nâu tây, nó kết hợp từ nâu sô cô la cộng màu lạnh khói để tạo ra màu này các bạn. Nếu ai yêu những màu sắc này thì đến salon Thái luôn, rất mềm. Các bạn hãy nghĩ rằng bây giờ đừng theo những tranh ảnh ảo, và có những một số người cứ bảo là cắt vài kéo xong cái rồi kẹp giả ra, bảo là chỉ có mới mấy kéo như vậy mà đẹp thế này rồi, cắt lát nữa là xấu hơn nữa đó. Mới mấy kéo nó đẹp chứ mà cắt thiệt là nó xấu hơn. Sư Ly Ngọc con Pháp ơi nè. Sư Ly Ngọc. Hello em. Anh Thanh. Sư Ly Ngọc, anh Pháp ơi, anh Thanh. Anh Dự ơi, gọi tên em đi. Sư Ly Ngọc nè. Sư Ly Ngọc là đứa nào? Anh Dự đâu, gọi tên em kìa. Ở 166 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú bạn ơi. Đúng rồi, chào. Nhìn là biết dân công nghiệp à. Đây cho em chuyên nghiệp quá là biết dân công nghiệp à. Ghẹo em thấy vui vậy.
như là món tốt được thực hiện tại Sư Môn Khải. Cắt thôi. Chào các bạn, nếu ai yêu thích mẫu tóc này hãy ghé salon Thái nha, người mẫu rất là dễ thương. Nhiều tại tóc ít, chỉ tại các bạn không dám thay đổi thôi chứ không có tại ai hết á. Các bạn chưa thay đổi mà các bạn cứ đổ thừa quá trời cái tại á, tại tóc bạn nó nhiều mới đẹp, tóc em xấu lắm hay là tóc em sơ lắm. Tóc em xấu thì có cái kiểu tóc của xấu, đẹp có kiểu tóc của đẹp, tức là vấn đề đến salon Thái sẽ tư vấn cho các bạn những một tóc phù hợp nhất cho các bạn nha, chứ không các bạn mình chưa làm cái tóc mà mình đã nghĩ ngay đến vấn đề là sợ không hợp rồi. Đừng sợ nữa, mình sợ quá nhiều lắm là mình mới để tóc dài, còn bây giờ đã đến lúc mình cần phải thay đổi và không cần phải hỏi một ý kiến ai nữa. Thì các bạn nhớ nhìn thấy khi thay đổi là không hỏi ý kiến ai hết, vì hỏi là những người họ thích thì họ sẽ nói với chúng ta rằng là thích thì người ta kêu là thay đổi đi được á, còn người không thích thì người ta kêu ơi xấu lắm. Rất dễ thương. Rồi, cái quay xung quanh mình gãy các bạn xem nha. Cảm ơn Trí. Yeah.